trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Em căng thẳng mệt mỏi quá. Sảng khoái quá. Từ 100% trà xanh thiên nhiên nguyên chất, trà xanh không độ giữ tròn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Xin được trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình âm nhạc online, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ, tập đoàn Tân Hiệp Phát. Quốc Vương xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã đến đây với chúng tôi thật đông trong ngày hôm nay khi đến với âm nhạc online để cùng giao lưu với ba ca sĩ các bạn nhé. Trong ngày hôm nay là ba ca sĩ, một ca sĩ trẻ, một gương mặt rất quen thuộc trong cuộc thi Việt Nam Got Talent và một gương mặt rất quen thuộc trong cuộc thi Việt Nam Idol ngày xưa. Và bây giờ thì không để quý vị các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ca sĩ khách mời đầu tiên của ngày hôm nay, một chàng trai đã phát hành album vân một trong sự nghiệp ca hát của mình. Và kính thưa các bạn, một tràng pháo tay cho Cao Tuấn Thiên. Cao Tuấn Thiên xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chúc tất cả mọi người có một ngày chủ nhật nghe nhạc thật là vui. Trân trọng cảm ơn. Từng dòng thương nhớ
Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với Cao Tuấn Thiên. Thiên tới đây Thiên. Cảm ơn anh. Bây giờ giao lưu gì? Bây giờ giao lưu về cái gì? Tùy anh. Được. Cao Tuấn Thiên thân mến, nhiều người thắc mắc là nghe cái tên Cao Tuấn Thiên thì người ta nói đó là tên thật của bạn hay là nghệ danh của bạn? Dạ, Cao Tuấn Thiên là tên thật. Tên thật. Và là nghệ danh thôi. Ừ. Tên thật là tên thật, nghệ danh là nghệ danh. Có nghĩa lấy tên thật làm nghệ danh. À, lấy tên thật làm nghệ danh. Tên đẹp. Vỗ tay thật lớn cho Cao Tuấn Thiên quý vị. Vâng, xin cảm ơn. Bạn đi hát mấy năm rồi Thiên? Dạ em nói đúng ra đi hát thì khoảng 2 năm mấy, 3 năm. Còn đi vào lĩnh vực nghệ thuật thì cũng khoảng 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi. Vẫn là ca sĩ chứ không tham gia hoạt động nào khác đúng không ạ? Có ca sĩ, có làm nghề như anh là MC. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Làm MC, bằng là MC cũng chương trình ca nhạc đúng không? Dạ, nói chung cũng khá nhiều. MC ca nhạc, MC tiệc cưới, MC sinh nhật. Nói chung là hình như là trừ MC mà làm cho người chết nữa thôi. MC đám ma. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa có những chia sẻ với Cao Tuấn Thiên. Mà Quân nghe nói rằng là hình như bạn có du học ở nước ngoài, bạn có đi nước ngoài làm việc đúng không? Dạ, có một thời gian đi nước ngoài. Qua đó làm công việc gì? Đúng ra thì đang đi hát, cũng đang đi làm nghệ thuật. Thì bỗng dưng có một thời gian thì bị cụt hứng, cho nên là đi nước ngoài buôn bán, kinh doanh. Buôn bán, kinh doanh, ở Việt Nam không bán, qua tận nước ngoài bán. Cái gì đọc thì mình bán mới có giá. Cái gì đọc thì mới có giá. Qua đó bạn bán cái gì đọc? Tôi thiên đi nước ngoài bán những cái sản phẩm Việt Nam sản xuất. Đó là tranh sơn mài. Đó là món mà người nước ngoài rất là thích, nhưng mà họ không làm, họ đi mua Việt Nam thôi. Tranh sơn mài, theo cảm nhận của nhiều người thì nếu mà chơi sơn mài thì chơi tranh sơn mài rất là đẹp đúng không ạ? Và sau một thời gian bán thì bạn thấy rằng là bạn yêu ca hát hơn cả và bạn quyết định trở về tiếp tục làm ca sĩ. Dạ vâng, thực ra mà nói thì người ta đã nói khi mà mình làm cái việc gì đó hay là yêu một người mình yêu thật lòng thì mình rất là hăng say, có thể sống chết với nó. Nhưng cái gì mà mình đã không thích thì mình có, cho dù có bao nhiêu thời gian hay là như thế nào đi nữa thì mình vẫn không có tâm hồn dành cho nó. Nói chung là bạn đã yêu thật lòng rồi đúng không ạ? Dạ vâng, yêu thật lòng. Yêu thật lòng với âm nhạc. Sẵn sàng chết vì nó. Chết vì nó. Nhiều người nói rằng chết vì nó là phải sống với nó trọn đời. Bạn nghĩ là bạn hát đến bao nhiêu năm nữa? Dạ, nếu thực sự mà có duyên với nghề, được tổ đãi, thì cho dù 20 hay 30 năm hay là hát đến chết thì em vẫn cố gắng. Một trường hợp đặt ra với bạn như thế này. Bỗng nhiên hôm nay bạn hát xong, bạn đi ra trước gặp một người con gái Đồng Nai rất là dễ thương. Bạn bị tiếng sét ái tình. Mà người con gái đó không thích bạn làm ca sĩ, bạn chọn đi. Vỗ tay, ta có đặt câu hỏi hay. Xin cảm ơn câu mà, nói. Mà đặc biệt là bạn, đặc biệt là yêu người con gái đó, gì đi, sống chết chưa? Nhân tiện câu nói này thì, câu hỏi này thì em cũng xin nói một câu trước. Đó là em có một anh bạn mà hình như là chúng ta đều nghe rồi. Là anh chàng nghiện thuốc với một cô bạn gái. Bây giờ cô bạn gái nói cho anh chọn thuốc hay chọn em, thì anh chàng mới nói là anh quen thuốc trước quen em. Có nghĩa là bạn sẽ chọn âm nhạc. Dạ vâng, thì trong cuộc sống thì Tuấn Thiên không biết được là ngày mai mình sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em vẫn rất là đam mê âm nhạc. Và em cũng nói chung tình yêu của em dành cho âm nhạc rất là nhiều. Và tình yêu dành cho một cô gái nào đó thì em nghĩ rằng cái tình yêu khi mà mình yêu thật lòng thì mình không thể biết mình làm gì, chỉ biết chạy theo nó thôi. Cho nên em không biết, không dám trả lời câu này, chỉ nói một câu
nó đại loại như là thuốc với lại nghĩa là hiện thôi. Tại tiến sĩ Ái Tình đánh đâu thì đánh chứ không đánh trúng bạn là được rồi. Đúng không? Hợp lý đúng không ạ? Quê bạn ở Hà Tĩnh. Dạ em ở Hà Tĩnh. Vô đây một mình hả Thiên? Em vô đây một mình, vô đi học. Ừ, giỏi. Yeah. Và hiện tại nói chung đã có những bước đầu thành công như thế thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa và được khán giả đón nhận. Và vừa rồi là bạn đã phát hành album Vôi 1 trong sự nghiệp ca hát của mình. Album là Nỗi Buồn. Dạ vâng, Nỗi Buồn Hạt Giấy. Hạt Giấy. Các khúc mà vừa rồi tôi Thiên vừa hát tặng cho toàn thể quý vị. Người ta nói rằng nếu như xếp 1.000 con hạt giấy thì sẽ có một điều ước. Dạ đúng rồi. Bạn xếp bao giờ chưa? Dạ em có tập xếp mà chưa biết xếp. Có ai tặng bạn hạt giấy chưa? À, nhờ người xếp thì có nhưng mà người tặng thì chưa. Rồi, biết gì được rồi. Và kính thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo do Cao Tú Thiên mang đến cho quý vị. Ca khúc gì Thiên ha? À, ca khúc tiếp theo Tú Thiên xin gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hậu. À, ca khúc có tựa đề Không Quên Được Em. Chúng ta thật lớn các bạn. Cùng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Và một ca khúc tiếp theo
Tuấn Thiên xin gửi tới quý vị là một sáng tác của cũng là một nhạc sĩ Nguyễn Hậu, ca khúc mà Tuấn Thiên cũng tâm đắc, nhạc phẩm với tựa đề Thấy Em Khóc Lòng Anh Đau. Xin mời quý vị cùng nghe. Sẽ mang đến chương trình một số ca khúc country cũng như là một bài nhạc pop rất là quen thuộc. Và ca khúc đầu tiên xin gửi đến các bạn là ca khúc The Baby, một ca khúc của Blake Shelton. My brother said that I
was rotten to the core. I guess she was tired by, till I got by with more. I guess she was tired by the time I came along. She'd laugh until she cried, so then I got by with more. And she would always save me, because I was her baby. I worked a factory in Ohio, a shrimp boat in the bayou. I drove a truck in Birmingham, turned 21 in Cincinnati. I called home to mom and daddy, I said, your boy is now a man. You said, I don't care if you're 80, because I was her baby. She'd love that photograph of our whole family. She'd always point us out for all her friends to see. Well, that's great, he's doing great, he really loves his child. And Ronnie with his two kids, about that wife he's got, and that one's kind of crazy, but that one is my baby. I got a call in Alabama, so come on home to Louisiana and drive as fast as you can fly, 'cause your mama really needs you and says she's gotta see you. She may not make it through the night, the whole way I drove 80, so she could see her baby. She looked like she was sleeping, and my Hallie had been weeping. By the time that I got to her side, and I knew that she'd been taken, and her heart it was breaking. I never got to say goodbye, I softly kissed that lady and cried just like a baby. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quân nhớ là khi mà Quân theo dõi cuộc thi Việt Nam Got Talent thì Quân thấy mỗi lần Phúc xuất hiện trên sân khấu thì Phúc thường đội nón. Hôm nay không đội nón. Có phải là do ban ngày không đội, ban đêm mới đội không? Mày hơi bị ngược rồi. Đúng là ban ngày phải đội, ban đêm không đội. Mà do hôm nay đi nhanh quá, quên mang nón. Lý do chính đáng, hôm nay nhanh quá quên mang nón. Có bao giờ phải vì hồi hộp quên mang nón không? Có hồi hộp không? Tham gia âm nhạc online trực tiếp như thế này thì chắc cũng nghĩ là bạn đã quen với cuộc thi Việt Nam Got Talent, là bạn sẽ không hồi hộp đúng không? Cũng hơi có hồi hộp tí, tại vì hôm nay cũng rất là nhiều các bạn đến tham gia chương trình. Và đó là cũng lý do cho bất cứ ca sĩ nào khi mà lên sân khấu thì cũng phải hồi hộp một chút. Nhưng mà chính vì cái điều đó nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để mình hát tốt hơn. Quân đang thắc mắc là ngoài chơi nhạc cụ guitar thì bạn còn chơi được thêm cái nhạc cụ nào khác không ạ? Ngoài guitar thì cũng không chơi được nhạc cụ nào khác hết. Chỉ biết guitar thôi. Lúc nhỏ thì có thổi sáo nhưng mà bây giờ chắc là quên nó rồi.
Thổi sáo. Thôi sau này tập lại đi Phúc. Bữa nào mình vừa hát vừa thổi sáo vừa đánh đàn. Này khó quá. Có ai làm được không ta? Vừa hát vừa thổi sáo vừa đánh đàn. Chắc có anh Quân. Được. Phúc thân mến, thế thì sau cuộc thi Việt Nam Got Talent thì bạn quyết định theo con đường ca hát chuyên nghiệp chưa? Lúc trước thì bạn tự nhận rằng mình chỉ là một ca sĩ nghiệp dư thôi. Nhưng mà thật sự là bạn đi hát được 4 năm rồi đúng không? Thì trước đây Phúc vẫn đã đi hát ở một số quán bar ở Sài Gòn cũng được một thời gian, cũng phải là 4 năm như anh Quân nói. Thì nhưng mà sau cuộc thi thì vẫn chưa quyết định là mình sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Bởi vì cái nghề chính của Phúc vẫn là giáo viên và mình cũng rất là đam mê cái công việc của mình. Bạn là giáo viên dạy tiếng Anh. Dạy bao lâu rồi Phúc? Thì Phúc đi hát được 4 năm thì cũng dạy được khoảng 4-5 năm rồi. Hồi xưa đi học thì học chuyên ngành tiếng Anh. Phúc học chuyên ngành tiếng Anh của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đi hát, đi dạy như thế có bao giờ học trò kêu cầu bạn hát tặng cho học trò không? Học trò thì ít dám yêu cầu nhưng mà mình tự hát thôi. Mình ép các em ấy nghe hả? Mình phải ép các bạn nghe. Nghĩ đi. Phải ép uổng mới được. Nói chung là trước khi mà học thì chúng ta ép cho nghe một hai bài là tỉnh ngủ liền. Đúng không? Tại vì đôi khi cái bài học nó trở nên quá nhàm chán thì lúc đó âm nhạc sẽ là cái để giúp cho các bạn tỉnh giấc lại. Một bí quyết để học tiếng Anh tốt là như thế nào ta? Bí quyết học tiếng Anh tốt là, và theo Phúc nghĩ thì trong bất cứ môn học nào cũng vậy, đó là các bạn phải cần mẫn và siêng năng một tí, chịu khó luyện tập nhiều hơn một tí. Thật ra nó cũng không có bí quyết gì, nhưng mà mình cố gắng, mình sống với cái môn học đó thì sẽ có một lúc các bạn có thể giỏi về nó được. Có nghĩa là mình sống với nó, mình nghĩ suốt đến nó suốt ngày thì mình sẽ giỏi về nó. Chẳng hạn như ai đang yêu, nghĩ về người yêu suốt ngày sẽ giỏi về yêu. Này chưa chắc được. Nghĩ nhiều quá không làm được. Tàu quả nhập ma. Hình như bạn có một người em trai đúng không Phúc? Phúc có một em trai. Cũng đang là giáo viên dạy tiếng Anh luôn. Lý do? Ở gia đình có theo nghiệp dạy nhà giáo không? Mà cả bạn và em trai của bạn đều là nhà giáo. Ở gia đình thì không có ai theo nghiệp giáo hết. Nhưng mà không biết là cơ duyên nào. Nhưng mà hai anh em đều rất là, có lẽ là thích bộ môn tiếng Anh. Nên là cả hai anh em hiện tại thì đang vẫn dạy chung một trường. Vẫn dạy chung một trường. Quân đang suy nghĩ là bạn đã thành công từ cuộc thi Việt Nam Got Talent thì có khi nào bạn tiếp tục một cuộc thi khác chẳng như là The Voice hay là Việt Nam Idol? Quân nhớ là trước khi đến với Việt Nam Got Talent hình như là bạn chưa tham gia một cuộc thi lớn nào cả. Trước cuộc thi Việt Nam Got Talent thì Phúc chưa tham gia một cuộc thi lớn nào hết. Chỉ có tham gia những cuộc thi ở trong trường đại học khi mà mình học thôi. Nhưng mà có lẽ là cuộc thi Việt Nam Got Talent cũng là cuộc thi đầu tiên và cũng là cuộc thi cuối cùng mà Phúc tham gia. Sẽ không thi nữa? Có lẽ là sẽ không thi nữa. Ít nhất là những cuộc thi mà nó liên quan đến âm nhạc. Thi hip hop thì được. V-pop? Không, thi hip hop thì được. Âm nhạc không thi nữa, giờ thi nhảy thì được đúng không? có bao giờ mà bạn là giáo viên dạy tiếng Anh mà bạn bỗng nhiên học trò làm khó, bạn lại yêu cầu bạn hát tiếng Pháp không? Chưa. Hiện tượng này chưa xảy ra. Mà ngồi tiếng Anh thì bạn biết tiếng Việt không ạ? Ngồi tiếng Việt thì bạn biết thêm tiếng nào nữa không ạ? Ngồi tiếng Việt thì biết thêm tiếng Anh đó. Đó, gì đó. Có nghĩa ngồi tiếng Anh biết thêm tiếng Việt, ngồi tiếng Việt biết thêm tiếng Anh. Sau này bạn Phúc sẽ biết thêm tiếng em. Vâng, chúng ta vừa giao lưu với Phúc trong giờ lát. Kính thưa quý vị, Quân đang thắc mắc là bạn nói là bạn sẽ không dự định theo con đường ca hát chuyên nghiệp đúng không ạ? Chị chắc chắn là sắp tới thì vẫn sẽ như thế, vẫn đi hát hàng đêm, không ra album. Phúc cũng dự định là sẽ ra album nhưng mà nó sẽ không phải là một album với mục đích kinh doanh mà mình sẽ dùng để tặng cho những người bạn. Và nó cũng để đánh dấu một cái gì đó, cái gì đó. Mình cũng có danh gì với núi sông thì mình có danh gì núi sông không? Mình cũng muốn đánh dấu một cái gì đó để sau này kỷ niệm mình nhớ lại cái lúc đó mình đã được như vậy. Cũng hạnh phúc bởi vì từ một cuộc thi bạn nó nổi bật lên và được nhiều người gọi là một hiện tượng. Và có lẽ là cũng phải chúc mừng bạn thêm một lần nữa vì điều đó, một thành công của bạn trong thời gian vừa qua. Một ngày bắt đầu của bạn là như thế nào? Một ngày bắt đầu thì chắc có lẽ là rất là bình thường như các bạn ở đây thôi. Thì thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Tập thể dục buổi sáng. Uống cà phê. Bạn thích uống cà phê? Cũng rất là uống cà phê. Có thể phân biệt được các mùi cà phê không? Được phân biệt được cà phê đen với cà phê sữa. Bạn giỏi lắm. Vỗ tay thật lớn cho Võ Đồng Phúc các bạn.
Vậy là tốt rồi, còn phân biệt là còn tốt. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa có những phút thư giãn thú vị với Võ Trọng Phúc. Bây giờ thì Phúc sẽ hát tiếp ha. Phúc sẽ mang đến cho các bạn ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay là ca khúc gì? Hôm nay Phúc muốn đến đây là Phúc muốn giới thiệu cho các bạn một số ca khúc thuộc về dòng nhạc country, nhạc đồng quê của Mỹ. Và hôm nay Phúc sẽ hát một bài cũng tương đối là lạ, hy vọng là nó có thể nhập được vào các bạn. Bài hát này nói về một một người đàn ông, và có hơi buồn cười nhưng một tí, nhưng mà nó nói về câu chuyện của một người đàn ông và một chú chó. Bài hát có tựa đề là Old Red, một bài hát country cũng khá là xưa. Vỗ tay các bạn. Well, I caught my wife with another man, and it cost me a night and nine. On the prison farm in Georgia, close to the Florida line. Well, I've been here for two long years, a fella made one of my friends. So he sentenced me to the life of each, taking care of old Red. Old Red is the damnedest dog that I've ever seen. He got a nose that can smell a two-day trail. He's a four-legged tracking machine. You can't consider yourself mighty lucky to get past their gators and a quicksand bear. But all these years that I've been here, ain't nobody get past Ray. And I wanna say, come on somebody, why don't you run? Old Red's itching, have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have your tree for the morning. The guard and I slipped out a letter to my cousin up, up in Tennessee. Oh, and he brought down a blue tick cow. She was pretty as she could be. Well, they paint her up in a swamp land by the mouth just south of the gate. And I take old Red for his evening run, and I just drop him off. Way. And I wanna say, come on somebody, why don't you run? Old Red's itching, have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have your tree for the morning come. To seeing this lady every night, so I kept him away for 3 or 4 days, and I waited till the time got right. Well, I made my run with an evening sun, and I smiled when I heard him turn red out. 'Cause I was headed north to Tennessee, and Red was headed south. And I wanna say, come on somebody, why don't you run? Old Red's itching, have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have your tree for the morning come. Now this red hair take blues all in the south. Well, love got me in here, and love got me. Xin cảm ơn các bạn. Nãy giờ mình hát country rồi.
Bây giờ Phúc sẽ hát một ca khúc nhạc pop, một ca khúc cũng khá là mới của Jason Mraz, và hát của tựa đề là I Won't Give Up. Just like watching the night skies or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I've seen that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you need in your space to do some navigating, now we'll be patiently waiting to see what you'll find. 'Cause even the stars, they burn, and some even fall to the earth. We God knows we're worth it, and I won't give up. And I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay to make the difference that I can make. Our differences, they do a lot of teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we didn't dance for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. And I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and I won't give 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 up. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. À, cảm giác thì rất là feel đúng không ạ? 15 bài nữa hả? Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng giao lưu với Võ Trục Phúc. Phúc thân mến, có nghĩa là với sự ủng hộ khán giả dành cho bạn như thế này thì bạn phải làm album sớm thôi, đúng không? Hy vọng là Phúc sẽ làm được cái việc này
thật là sớm, trong thời gian sớm nhất có thể. Khi làm thì bạn nhớ quay lại với âm nhạc online nhé, bởi vì khán giả đang chờ bạn. À, những ai muốn có album Võ Trọng Phúc thì các bạn hãy nhớ vô tay thật lớn các bạn nhé. Võ Trọng Phúc sẽ phát album sớm nhất đó. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay diễn xong đi về, điều gì bạn nhớ nhất ở các bạn ở đây? Các bạn rất là nhiệt tình. Đó là điều đầu tiên mà Phúc thấy khi mà mình đến với âm nhạc online. Tại vì khi mà mình nghe tiếng Anh, nhạc tiếng Anh nó là một cái, dù gì đi nữa nó cũng có cái hàng rào ngôn ngữ. Đúng. Và nó ngăn cách cái cảm xúc của các bạn hơn là khi các bạn nghe nhạc Việt. Nhưng mà các bạn cũng đã rất là cố gắng. Giống như rất là nỗ lực. Các bạn rất là nỗ lực lắng nghe và chịu đựng. Và các bạn cũng đã có sự ủng hộ rất là lớn đối với Phúc. Thì đó là cái điều mà làm cho Phúc rất là cảm động trong ngày hôm nay. Ở dưới con thấy con em 4-5 tuổi cũng gật gù dữ lắm mà biết có hiểu gì không? Bạn Phúc thân mến, với sự ủng hộ của các bạn khán giả trong ngày hôm nay như thế thì thôi thì mình về Đồng Nai mình dạy tiếng Anh luôn đi. Sáng dậy ở Sài Gòn, chiều dậy ở Đồng Nai, tối về Biên Hòa ngủ. Hy vọng có thể làm được, cố gắng. Vâng, lần nữa cảm ơn Võ Trọng Phúc rất nhiều, vỗ tay thật lớn cho Võ Trọng Phúc ạ. Và một ngày không xa Phúc sẽ gặp lại các bạn trong chương trình âm nhạc online, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và chia sẻ từ Võ Trọng Phúc quý vị nhé. Và trước khi chúng ta đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn dành ít phút cho nhà tài trợ. Em cảm thấy mệt mỏi quá. Sảng khoái quá. Từ 100% trà xanh thiên nhiên nguyên chất, trà xanh không độ giữ tròn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đến với phần 2 của chương trình âm nhạc online ngày hôm nay. Và bây giờ thì Quân xin mời quý vị cùng gặp gỡ với khách mời tiếp theo trong chương trình. Quân bằng mấy với các bạn sẽ có rất nhiều quà tặng đặc biệt dành cho các bạn trong ngày hôm nay nhé. Hãy chuẩn bị câu hỏi và để chúng ta sẽ cùng nhau qua những giây phút giao lưu. Và bây giờ sẽ là sự góp mặt của Trà My. Lời nói đầu tiên, Trà My xin gửi tới là lời chào và lời chúc đến tất cả các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và một ca khúc đầu tiên Trà My muốn gửi tới là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Anh, bài hát được mang tên Vì Sao Anh Không Đến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Khi lời yêu em là sáng suối.
lấy tay em để tình yêu ở lại. Người nếu bước chân em thì em sẽ ra đi. Người nói nên làm gì khi lời yêu em là giang dối. Tình có nên thật gần để rồi tan biến mau. Hạnh phúc đến một lần để rồi tìm nhói đau. Chúa nếu thương làm gì vì em chính như hình bóng của anh. Và một ca khúc tiếp theo Trà My xin được gửi tới là một sáng tác cũng nằm trong album Vol 2 của mình. Bài hát được mang tên Nỗi Nhớ Trong Em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
và có lẽ mi sẽ xin giao lưu. Dạ, sẽ giao lưu một chút ạ. Lúc nãy thì Quân ở trong Quân nghe mi mới ra và các bạn vỗ tay la lớn lắm, biết lý do tại sao? À, đầu đỏ đúng không? Chuyện tình cô nàng tóc đỏ. Thực ra rất là nhiều người bảo mi là tóc này là màu đỏ, nhưng mà thực ra là mi nhuộm màu hồng. Màu hồng. Nhưng mà chắc là do một vài sự cố cho nên là nó thành màu như thế này. Không không, nó lên đèn như thế thôi, ở ngoài vẫn thấy màu hồng. Nhưng mà tao nói để tóc hồng thì mặc đồ tím mới đẹp, hồng hồng tím tím. Giơ tay thật lớn cho Trà My quý vị. Quân nhớ là trong cái album mà My với phát hành là tóc vàng, phát hành xong thành tóc hồng. Và nếu như không có gì thay đổi thì giờ bữa là tóc xanh. Đúng không? Trong album thì My đội tóc giả. Uh-huh. Cho nên là muốn nhuộm cái đầu đó cũng hơi khó nữa. Sau khi mà làm album xong thì My để tóc đen. Tóc đen. Tóc đen và sau đó là tóc màu này, có lẽ là một thời gian nữa thì có thể là màu xám chẳng hạn. Nhưng mà Quân đang suy nghĩ là nhuộm tóc nhiều như thế thì có hư tóc không ta? Có nhiều người nói với My là nếu mà My cứ cái đà này thì chắc là mấy năm nữa sẽ không còn sợi tóc nữa. Nhưng mà My cũng mong là không phải như vậy. Muốn đổi tóc là muốn mình mới mẻ trên sân khấu hơn. Cho nên là My rất hay thích đổi màu tóc và đó cũng là một cách để thay đổi bản thân. Nhiều người vẫn nói là đổi màu tóc theo tâm trạng. Tâm trạng vui thì màu khác, tâm trạng buồn màu khác. Có không? Có, cũng có. Ví dụ như là sau một thời gian mà được vừa rồi thì hơi buồn chán, cho nên là My muốn đổi màu tóc nào đó cho nó cảm thấy tươi trẻ hơn, may mắn hơn. Thì vừa rồi là buồn chán, thời gian vừa rồi là buồn chán. Thời gian vừa rồi là hơi buồn, cho nên là My đã quyết định là nhuộm đầu như thế này để ra ngoài đường mình cảm thấy là tươi trẻ hơn. Còn thường đường nếu mà vui thì cũng không để ý đến tóc tai là mấy đâu. Cho nên là những cái lúc nào My nhìn thấy My mà thấy rạng rỡ này kia là chắc là lúc đấy My đang buồn. Quân muốn hỏi các bạn ở đây hiện tại ai đang có tâm trạng buồn và chán à? Giơ tay giùm Quân đi ạ. Ai đang có tâm trạng buồn chán mất phương hướng? Cũng 4-5 người. Và một bí quyết dành cho các bạn mà Trà My chia sẻ về nhuộm tóc hồng đi. Mình sẽ thấy yêu đời ra đúng không? Album mới phát hành của My là tháng 6 đúng không? À vâng. 4 tháng 6 đúng không em? Em nhớ giỏi quá Lê Anh ơi. Nó nữa tặng quà. Có chứ ạ, nhất định ạ. Cái gì? Trà My thân mến, album Vol 1 là năm 2008, năm bạn trò vừa tròn 18 tuổi. Album Vol 2 năm bạn vừa tròn 22 tuổi. Và nếu như không có gì thay đổi thì album Vol 3 năm Trà My 26 tuổi sẽ phát hành. Đúng không? Vì cũng không mong là quá lâu như vậy, chắc là một thời gian ngắn nữa thôi thì có lẽ là sẽ cho ra mắt liên tục. Cho nên là nếu mà những quý vị nào có đã nghe sản phẩm của My rồi thì mong là hãy tiếp tục theo dõi những cái bước sắp tới mà My sẽ tham gia. Nhiều người biết Trà My từ cuộc thi Việt Nam Idol và sau đó người ta vẫn thường gọi là Trà My Idol. Bạn có buồn một tí về vấn đề người ta cứ gắn tên idol vào tên Trà My không? Thực ra mà nói thì cái tên đó cũng rất là quen thuộc với My từ trước giờ rồi. Và có thể nói là nhiều người nếu mà nhắc đến Trà My thì người ta lại không nhớ ra Trà My nào. Nhiều Trà My đó, đúng không ạ? Thì cái tên Trà My Idol cũng là một cái tên mà My rất là vinh dự khi được gắn chữ idol, và sau My cũng muốn là trở thành một thần tượng âm nhạc. Cho nên đó cũng là một cái tên là khá may mắn đối với My thế vậy. Thôi thì sau này cứ Trà My Idol đi nhé. Trà My thân mến, ít ai biết được thì Trà My vốn tốt nghiệp trường múa. Ha? Đúng không? Trường múa. Có học chung với Tăng Nhật Tuệ không? Không, không. Tăng Nhật Tuệ có học cùng My trong trường nhưng mà không phải cùng khoa. Bởi vì lần trước đến với âm nhạc online thì Tăng Nhật Tuệ múa cái điệu múa con ngỗng. Học múa khó không My hả? Cũng khá là gian nan đấy, bởi vì mỗi lần học múa thì My lại viện lý do là mình bị ốm hoặc là đau bụng gì đó để mà nghỉ. Bởi vì là những cái lúc tập thì bạn biết là nó rất là mệt. Phải khởi động chân tay và tập suốt trong vòng 3 tiếng đồng hồ
hôm nào cũng vậy. Thì đến một thời gian mà My cảm tưởng như là có lẽ là sẽ bỏ nghề múa, nhưng mà cũng cố học nốt để mà mình, bởi vì muốn đứng trên sân khấu và muốn thể hiện hết mình những cái mà mình học được, cho nên là đến bây giờ thì chuyển nghề rồi. Đúng rồi. Chuyển sang đi hát rồi, nhưng mà My vẫn thực sự là vẫn rất là nhớ nghề, vẫn muốn đứng trên sân khấu để múa chứ không phải là một với vai trò ca sĩ nữa. Các bạn biết đó, Trà My đang rất là nhớ nghề và Trà My đang muốn được múa đó mà. Thì tại sao chúng ta không vỗ tay đi cho Trà My múa cho các bạn coi. Vỗ tay lớn lên các bạn, vỗ tay lớn lên. Múa gì giờ ta? Với cái đôi giày như thế này. Đôi giày như thế này múa gì nào? Anh không có yêu cầu sâu xa gì đâu. Em thấy cái đèn đó không? Bay lên bay xuống được rồi. Để xem nào. My sẽ có thể Không nhạc múa được không? Không nhạc múa được mà phải không? Cũng được. Thế này đi, My sẽ múa một vài động tác thôi nha. Nếu mà mặc cái bộ đồ này rất là khó để mà thể hiện. Quân đề nghị là hôm trước Tăng Nhật Tuệ có múa cái hình tượng con ngỗng rồi, Quân không muốn xem lại con ngỗng nữa. Thiên Nga đi. Cái gì nghĩ ra trong đầu thì múa ở đấy nha. Phải đi, quyết định phải đi. Anh cầm giùm đi luôn. Chắc là phải cởi giày đúng không? Bởi vì nếu mà đi giày thế này sẽ không múa được. Đồng ý. Vỗ tay lớn lên các bạn, Trà My sẽ múa cho các bạn xem. Và Quân nhắc với các bạn là lần nữa đi nhớ đặt câu hỏi nhé. Trà My đang có rất nhiều phần quà tặng trao cho các bạn. Bây giờ sẽ là động tác múa đầu tiên, chuồn chuồn gãy cánh. Quân nghĩ có một miếng nhạc gì đó đi. Vỗ tay lớn lên các bạn, khó lắm á, tưởng gì khó lắm á. Bây giờ ai lên múa được giống Trà My vừa rồi tặng một lúc ba album, ba phần quà đặc biệt. Lê Anh lên đây em. Vỗ tay cho Lê Anh các bạn. Lê Anh sẽ lên múa. Lên đây em, lên đây. Anh tin tưởng em. Lên đây. Vỗ tay thật lớn cho Lê Anh các bạn. Lê Anh sẽ lên múa cho Trà My xem. Em nói em yêu Trà My mà. Trời ơi, anh cứ làm khó với anh không ạ? Thôi gì không bắt nữa. Bởi vì là không có dây múa nữa cho nên là đi trên đất hơi đau, cho nên My mới múa một ít động tác thôi. Nếu mà có sự chuẩn bị kỹ càng hơn thì chắc là thôi, lần sẽ sau cả một bài. Lần sau đi với âm nhạc online, My nhớ chuẩn bị nhạc rồi sau đó chúng ta sẽ múa gửi tặng khán giả âm nhạc online một bài. Bữa đó là live show vừa múa vừa hát. Quyết định vậy đi. Và bây giờ hát tiếp đi ha. Vâng, có lẽ là bây giờ mình sẽ đổi không khí một chút, một bài sơ động đi ha. Một ca khúc cũng nằm trong album thứ hai của mình, bài hát được mang tên Go Round cùng với Đoàn Hoàng Thông. Vỗ tay thật lớn các bạn. Xin mời anh rất nhiều. Yo, DC, Trà My 2011. Hey, 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 listen. Sống giữa những mệt nhoài, sống giữa những ngậm ngùi. Đi nơi quên chứ tôi không ai gần kề, như bên tôi không ai gần kề, nhưng sao vẫn ở trong mãi người. Có lúc sống trong mơ hồ, có lúc sống trong yêu mềm. Tôi vẫn giữ đôi tay lo khô dòng lệ, đôi tay lo khô dòng lệ, nào người trong ước ao. Nỗi nhớ khi nhớ em trong đêm rồi anh còn buồn thêm. Băng vơ một mình ngồi ôm sâu về thiếu vắng, ôi tình cảm ở thứ tha nhưng cuối cùng vẫn chia xa. Tôi đang về nơi đâu? Tôi đang về nơi đâu? Vắng tên ông không cho tôi dừng lại. Ngay bây giờ tôi nghe, ngay bây giờ tôi nghe. Xa nhau rồi khi tôi đã âu sâu. Ngồi nhớ những ngày đầu, ngồi nhớ những nụ cười. Remember that time, missing you, babe. Please, where I don't lie. Hey, girl, you always is my world. I don't wanna go around. Don't leave me. Sống giữa những mệt nhoài.
nhau. Giờ đây ngồi hát go around. Sớm xưa những mệt mỏi, sớm xưa những ngậm ngùi. Đi lên quanh xe tôi không ai gần kề, như bên tôi không ai kề. Giờ mà nào chỉ mãi người. Có lúc sống trong mơ hồ, có lúc sống trong yêu mềm. Tôi muốn giờ đây ta nó khô dòng lệ. Chỉ còn lại tôi một mình mà thôi, của đây nhà chưa thì về một nơi chỉ vào vì cơ lòng lòng nơi ơi. Một mình tìm giấc mơ. Go round, go round, go round, round, round. Từ ngày qua chỉ còn lại tôi một mình mà thôi, của đây nhà chưa thì về một nơi chỉ vào vì cơ lòng lòng nơi ơi. Một mình tìm giấc mơ. Go round, go round, go round, round, round. Sống xưa những mệt nhoài, sống xưa những ngậm ngùi. Đi đường bên xưa tôi không ai gần kề, như bên tôi không ai gần kề. Sao mà nào chẳng mãi người. Sống trong mơ hồ, có lúc sống trong yêu mềm. Tôi muốn giữ đôi tay là khô dòng để go round, go round, go round, baby. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và sau đây có lẽ là một ca khúc trữ tình nữa đi, bởi vì là nhảy nãy giờ cũng mệt quá. Một ca khúc tiếp theo có lẽ là My xin được gửi tới là một sáng tác được mang tên Cần Lắm của nhạc sĩ Hoàng Rapper. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn Trà My rất nhiều. Cảm ơn Trà My đến với âm nhạc online trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình âm nhạc online do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến là kết thúc. Và kính thưa quý vị, xin được cảm ơn nhà hàng Trà Xanh Không Đồ, tập đoàn Tây Hiệp Phát đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Trà My rất nhiều. Cảm ơn Trà My đã đến đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Trà Xanh Không Đồ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Em căng thẳng mệt mỏi quá. Sảng khoái quá. Từ 100%. Trà Xanh Không Đồ giữ tròn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà Xanh Không Đồ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi.